thì cái quy trình bán hàng cảm xúc, thật ra nhiều người nói ủa tại sao bán hàng không quy trình như thế, thật ra bán hàng đâu quy trình đâu, hồi nào giờ đâu có ai quy trình đâu, quy trình chẳng qua có ông nào vô nhí cái nhí giống như sơ đồ mà chẳng gì thôi, nhưng mà ví dụ như là ở nhà đứa nhỏ mới đẻ ra có biết bán hàng quy trình là gì đâu, mà nó cũng vẫn được yêu thương, nó cũng được cho kẹo cho bánh ông bà thương. Nên thì sao? Nó là bản năng rồi, nó là bản năng nếu chúng ta nhận thức được. Thì chúng ta chỉ biết rằng là con người chúng ta tiếp nhận thông tin qua có năm giác quan. Ta lấy hồi xưa ta kêu ngũ quan, rồi nhân sinh quan, nhân sinh quan là bản thân chúng ta suy nghĩ ra, nhìn nhận vấn đề. Còn chúng ta tiếp nhận thông tin qua năm giác quan, tai mắt mũi miệng với lại da. Như vậy thì nếu mà chúng ta bán hàng làm thế nào mà chúng ta tác động được về hình ảnh, ví dụ như là có nhiều công ty nhỏ mình nhìn thấy như quảng cáo suốt ngày trên TV thấy sản phẩm đó giống như nó ăn vô tiềm thức rồi mà thôi đi vô đó đi đi đi, đi tới thấy đúng ngã móc đà bà gì gì xong rồi xong âm thanh nghe lỗ tai giảng suốt ngày tôi đi vô đó kiếm mua tới nghe cảm xúc bánh này sao thấy gần vô cái đá mét tay không ăn vô cái nó sướng người cái thôi mua nó xài cuối cùng là mình trở thành chuyện này thì làm thế nào mình diễn tải một cái sản phẩm, ví dụ như tay sen brief. Tay sen brief nó liên quan tới gì? Đó là cảm quan. Cảm quan thì sao? Nếu nó thường mình ăn thực phẩm liên quan tới mũi miệng, làm thế nào mình truyền tải được là ủa cái sản phẩm này chị mình liếm vô cái sản phẩm này mà ăn vô ví dụ như cái bánh này, mà có tay sen brief vô cái nó ngọt, cái nó tròn miệng, cái miệng tê tới đầu lưỡi. Xong rồi ngửi lên cái nó lên tới giác quan mũi miệng của mình lên thì nó có cái vị như là bán phô mai mà bỏ vô mà mùi tôm vừa có mùi phô mai mùi tôm nó trộn nó ghiền đó, mình phải tiếp cận những cái vấn đề mình miêu tả, mình bán sản phẩm của mình bán sản phẩm của mình mô tả sản phẩm của mình làm sao cho nó tác động lên những cái giác quan của người ta thì người ta muốn lấy chứ còn không phải sản phẩm này an toàn không vô này công ty này nó mấy chục năm nay làm nó sản phẩm này sản xuất ra từ đường lên men tinh khiết an toàn thì xài này xuất khẩu đi được luôn Mỹ xài nghe đâu phê tự nhiên giới thiệu phát ăn vô cái sướng cái muốn chạy nó nhí rồi ngửi một cái là thấy đầu óc lên lên mình phải làm một cái gì đó một cái bài trình bày sản phẩm của mình nó tác động lên những cái giác quan của người ta như vậy để làm gì người ta mới tiếp thu được thông tin rồi thông qua các công cụ giao tiếp của chúng ta thì chúng ta truyền tải những thông tin đó. Thông qua là hình ảnh trình bày sẽ đẹp đẽ chút xíu màu sắc để âm thanh ví dụ như là mình chơi video luôn có âm thanh ví dụ như chiên mà cái tay chiên mà nó chiên nó gắt ba cái bộ mà có tay biết vô cắn vô cái nghe cái bướm cái lớp cướp lớp cướp nghe cái là thấy là mình bị thèm em có cảm giác không anh nói là nghe thèm đó là những gì mình đang tác động lên ta mà mình nghe nó cắn cái lớp bướm cái là thấy những miếng chảy hàng thấy em có lên tìm tóc thấy có mấy bà đậu lạnh đâu gọt xôi gọt xoài đâu, gọi cái xoài dai ha, dùng thứ mà nước mắm ớt với lại nước mắm men nó chua, chua nó cay á, nó để chén quậy luôn quậy, cái nó làm cái xò, là sao? Nó sẽ lướt cả người rồi, và thèm chảy nước miếng rồi, chanh mà thí dụ như mình bán chanh nhưng mà ông nào ông không miêu tả cái điều lộ chanh ra cái mùi chanh đó. Chua lên là mũi cắn vô cái nó chua tê lưỡi mà sao và nhìn cảm giác là cái chất chanh nó chua khủng khiếp lắm rồi thì chúng ta phải làm sao chúng ta thiết kế những cái bài trình bày chúng ta làm sao chúng ta vận dụng cái cách nó nói chuyện để mà chúng ta miêu tả lên được cái bản chất sản phẩm cái công dụng sản phẩm và những cái giá trị mang lại của cái sản phẩm đó. Ví dụ như anh làm bên em đi Bình Phước không cái dòng là anh thấy mấy ông người nào bán hàng rồi thấy người nào bán hàng mấy ông mà chơi
cường ngã chị sẽ mở à, mùi. Bán hàng là phải đi ra giữa đường bán, đâu bán trong nhà đâu. Một chiều mà dọn hàng ra chiêu xào mùi thơm nó bay hết khu phố là tự nhiên nó chạy lên bàn. Đó là nghệ thuật bán hàng của người Hoa đó. Nó tác động lên. Và từ những cái đó chúng ta mang lại những cái trải nghiệm. Làm sao chúng ta phải khơi gợi nha. Ví dụ có hai thứ. Một là gặp thằng đó mà ký ức đau buồn là thôi đi cuộc chơi, là từ nay anh với em là hai đường ai để đi chia tay. Nhưng mà nhớ là bữa đó thằng đó cho tao bánh ăn ngon như bánh trung thu về khen quá trời. Làm sao có gì cho anh thêm được bánh nghe. Là ta vui vẻ. Làm sao chiếm Quy là gọi điện Quy năm rồi thấy được thôi ghé mua. Nhưng mà ai ở đời đâu ai ăn gì không, ở đời hôm nay ăn gì không, nó có một cái Quy liền có qua có lại. Khi mà người ta nghĩ tới chuyện người ta kêu mình làm chuyện gì, đằng sau đó người ta nghĩ là người ta đã trả cái gì đó. Đó là Quy lực qua lại. Thì lúc đó mình tả lên ta cảm giác vui vẻ, người ta yêu mến mà. Là bóc điện thoại là Quy đang đâu vậy, chẳng không, đi chơi. Đó là Quy trình bán hàng. Đó là gì? Thật ra bán hàng nó chỉ vậy đó. Cuối cùng là sao? Bán hàng giữa người và người. Tuy nhiên chúng ta phải có cái mô hình. Bất kỳ việc kinh doanh nào nó cũng phải có một cái mô hình để truyền tải giá trị. Ví dụ như nếu bạn học kinh tế gần business model, sản phẩm mình ra là sản phẩm tốt nhưng mà mình không biết truyền tải tới cho người ta thì sản phẩm nó chỉ vứt xong. Hầu như sản phẩm tốt mà không biết marketing, không biết bán hàng thì sản phẩm đó không có giá trị. Chúng ta không biết. Thì mô hình là gì? Mô hình là một cái hình thức chúng ta chuyển tải giá trị của chúng ta đến người người mua. Nhưng mà để trước tiên á, mua được thì sao? Ta phải tìm bản chất con người ta là phải sao? Quen rồi biết, quen tìm rồi mua. Thì đầu tiên chúng ta phải biết, chúng ta xây dựng mối quan hệ. Có ai tự nhiên người lạ vô mua? Đâu bao giờ có tình người. Thì quá trình bán hàng đầu tiên là chúng ta phải xây dựng mối quan hệ. Không có mối quan hệ đâu ấy được hàng. Và có một điều rất thú vị trong cái mối quan hệ này, chưa chắc người bán hàng lâu năm có mối quan hệ tốt hơn người mới vào. Nó liên quan tới nghệ thuật sống, nó liên quan đến cách đối nhân xử thế, nó liên quan tới cách mà chúng ta giao tiếp. Ở đây có bao nhiêu cái hình thức giao tiếp, không biết mọi người biết. Giao tiếp mà, giao tiếp thì sao? Thì đây có một bài dễ xấu thì mình cũng gán dễ. Đầu tiên là lời nói, em nói đúng. Nhưng lại trong lời nói nó có hai phần. Một phần là từ, thứ hai nữa là âm lượng. Tiếng Việt á, tiếng Việt giàu và đẹp.
khi chúng ta học tiếng Việt dài là gì? Khi chúng ta dạy con thì chúng ta phải dạy cho nó là câu từ âm để nó ghép mà. Còn gì nữa? Cử chỉ hành động. Đó là những hành động phi ngôn ngữ. Cười cái dừa nhớ ăn cái phải rồi, nếu mà gặp người nào đẹp cái cười cái ở đây dễ thương rồi nhớ ăn cái tâm về chai hàng à, đó là sao. Nhưng mà khẩu thai chúng ta cần nói đúng không? Có một nhà tâm lý học, ông ta nghiên cứu tại sao có một cái người đàn ông đó ra đường gặp gái là sát ghét, trong khi đó có một thằng rất dữ, nó nói toàn gái chửi không. Tôi cứ cười nghe, chọc gái là gái chửi, còn thằng kia tiếng nó ngồi im ru nhìn hồi tự nhiên gái đi chơi. Vì thầy đó nó có một cái điều rất là hay, nó giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó giao tiếp phi ngôn ngữ, nó biết cười, nó biết nói chuyện, nó biết cười, nó biết biểu hiện ánh mắt, giao tiếp của nó. Em ấy đi đâu là nó đi đó, tự nhiên hỏi em thấy thương, thấy ta nói là cha mà nó đi với quen, luôn biết thương, nhìn quen mà thích. Thế là còn chở nhiều khi mấy anh mặc rổ còn chở mấy em còn chân dài tới lắm, trong khi đó mấy anh đẹp trai đâu công tử ngày giờ học giỏi ra đường toàn gái mà cũng không khổ. Vì sao 55% những gì chúng ta đang giao tiếp là giao tiếp phi ngôn ngữ, nên là ở đây là để chúng ta biết được là khi chúng ta gặp một người nào đó, tại sao người ta nói là chúng ta phải giao tiếp bằng mắt. Ta gặp người kia nó phải cười. Rồi tại sao đi chung với ngài quen, thấy thằng kia vừa dở chạy nước là có một cái động lực, chỉ là dở chạy nước uống theo. Nó đã là vô thức, nó điều khiển. Nhìn mặt này quen, nhìn người lạ anh sợ luôn. Nó nhìn mặt biết quen, khi ngồi dậy là quen. Đây là tất cả những gì mà giao tiếp phi ngôn ngữ. Lại nói cô đừng đó dễ quỵ, nó nói nghe, nó nói cả như chim hót. Có 70% mà hình ơi gái chửi tại gái không hiểu, nó thiên la địa dẫn mà khẩu thân em không hiểu, gái yêu tay trai yêu mắt, nó nói tựa cho cuối cùng em không hiểu chữ nói mà hàng không nói gì lại được. Còn giận nói anh thân, em có thấy có những điều mà anh muốn nói à, khi mà chúng ta muốn nói là những điều quan trọng mà ông xuống làm ghi cho chú ý. Còn thấy mấy bà mà chữ lộ không ra mà đừng chữ quan đó, nghe không? Mình phải biết điều chỉnh âm lượng đúng không? Tự nhiên gặp phụ nữ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, nó tính nó yếu như thế gì mà nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Còn gặp mấy anh mà lớn lớn hét rồi nó sợ. Đây là bước đầu tiên xây dựng mối quan hệ. Xây dựng mối quan hệ bằng gì? Bằng những giác quan, những giao tiếp cảm xúc. Khi mà nói chuyện với người ta thân quen, mình có xây dựng được mối quan hệ rồi, mình thấy người đó thân quen, nói chuyện dễ thương, gây được sự chú ý là có mối quan hệ, thì từ đó chúng ta mới trao đổi giao tiếp.
để chúng ta mới thấu hiểu được nhu cầu. Ví dụ như thấy tay quỳnh ta ta người thân quá, người ta ta gặp mấy người khác thằng ngại nó dám hỏi, giờ sản phẩm ta làm ra chê đó, mình đi mấy công ty kia ta làm sao nhìn sao mà chúng ta hỏi hỏi đó làm sao thấu hiểu được nhu cầu đấy không? Nhưng mà ta biết thằng nào mình tốt, ta biết sai, thằng không. Thế là mình biết là trong quá trình người ta biết sản phẩm mình tốt rồi, nhưng mà ta khó khăn, ta biết sai, thì lúc đó người ta mới chia sẻ, mà ta tin nó mới nói. Chứ còn ơi sản phẩm của em một ngày em nghe mọi người tới đây rồi, mày tính đi, một ngày ta tiếp ba nhà cung cấp với mày, tháng 22 ngày là năm, là mày tính bao nhiêu ngày sản phẩm đó nó biến hết rồi, có gì gửi brochure lên chay thôi. Nay có gì mới không? Không có hả? Thôi em bận lắm, hẹn chi cực. Có nhiều người lớp thương, ê nay mẹ tao kìa, tụi con rảnh quá, không biết làm gì, đi chơi này. Thế là đi nhau, phải hẹn. Mục tiêu, khó khăn. Rồi sao? Ai đi làm chẳng mong muốn cho mình được tôn trọng. Ai đi làm chẳng mong muốn cho mình được công ty đánh giá cao. Chứ thì họ có những cái mục tiêu của cuộc đời, nó mục tiêu gia đình của họ hay là con cái, còn lần thứ hai cũng vô trường khổ quá, không quen ai mà chỉ mà ai biết đồng vô tình mình đi chơi gặp anh nào quen bên phòng giáo dục những cái thôi không là được, nhưng mà phải lo anh ơi, muốn đi khói độ đó phải vậy. Đó, cũng như phải thân quen thôi. Trả lời là có những mục tiêu không? Thì sau khi chúng ta xây dựng được mối quan hệ, chúng ta thấu hiểu được những nhu cầu, những khó khăn của khách hàng, rồi những mong muốn, mục tiêu trong cuộc đời, mục tiêu cho gia đình, mục tiêu cho vợ, cho con, mục tiêu cho công ty, hàng năm công ty của mình có mục tiêu chứ, mục tiêu cho học sinh. Hôm nay ship không đạt được nguyên đội ngũ, chắc có thay quá chứ để này về sao làm. Có những mục tiêu hả? Mục tiêu gián tiếp, mục tiêu trực tiếp, mục tiêu khách hàng bên trong, mục tiêu khách hàng bên ngoài. Nói hết, em nghe thôi, em chỉ biết câm nín nghe nói thôi, còn chuyện gì tính sao? Thế là mình nghe, mình thấu hiểu được rồi. Xong rồi về mình đi chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm công ty mình có sản phẩm nào để quyết được vấn đề không? Hay là mình có mối quan hệ là giúp ổng dẫn cái vấn đề này khó khăn, hay là mình có quyền ai đó giúp đỡ ta tìm kiếm hết tất cả các mối quan hệ của chúng ta, tìm kiếm hết những giải pháp sản phẩm công ty ta đang bán. Bán phải bán một series, bán phải đã chứ bán một sản phẩm là thường. List out hết một danh sách. Em có sản phẩm này bán trên làm cái gì? Hàng xuất khẩu. Hàng giá trị âm tăng tiền để bán hàng xuất khẩu thì bảo đảm như là không có gì mà bán luôn. Mà tao bán gì mình đang kẹt đó. Thông qua đây tôi bán cho một nhóm gì giờ chơi vô một cái ngọt cho mày tới xương luôn, giá rẻ phải chăng luôn. Xong rồi cậu này mắt có thịt heo rồi, là mắt làm mà không có nó ngọt nước sức nữa, người ta chê qua đây có ship cho yên mà anh ship cho mình nè, bỏ vô cái nó ngọt, ông hút một cái hút là không còn nước luôn, chặn chó ngồi nhìn là còn tức ghét. Con chó là ăn mà phải chừa cặn xương gặm, ngon hết không chừa ghét luôn, lần sau nghe nó tới bán xí tiền xua đuổi về. Đó là thông qua quá trình chúng ta vui vẻ với nhau rồi chơi thoải mái rồi thì chỉ có nhu cầu rồi
chúng ta tìm kiếm hết tất cả những giải pháp của chúng ta. Chúng ta cung cấp giải pháp cho họ để giúp họ giải quyết vấn đề. Khi mà chúng ta giải quyết được vấn đề là họ cảm thấy sướng rồi. Này, đâu có gì gì làm này. Từ ngày ta chơi với mày, mua sản phẩm của mày, chẳng không có chuyện gì làm. Thôi đi nhậu. Thôi, đâu cần làm gì nữa. Công việc đã ổn thỏa, công ty thì thoải mái. Tới ngày tới tháng lãnh lương, không có phải nghe sao chửi. Nghe ai chửi. Mọi chuyện đều thuận lợi. Chơi với mày có lợi. Có lợi hơn là hai mình đi nhậu về vui vẻ, không ai ngán ai hết trơn. Là từ đó trở thành khách hàng thân thiết. Thế là chúng ta làm gì? Chốt đơn hàng. Chốt đơn hàng chứ đâu ra đi bán làm gì nữa. Bán hàng mà kêu là anh mua đi là thượng. Bán hàng mà phải tới đẳng cấp là tôi chơi đã rồi tới ngày. Mày bán gì mày? À, em bán gì vậy đó? Tao mày trả là tao mấy tấn. Không hiểu thật, khẩu dán. Chốt đơn hàng. Đó là lý do phải bán hàng cảm xúc. Còn bán hàng bằng lý trí là này giá mày nhiêu mày? 5.000. Trả giá cho mày mệt mỏi luôn. Ghét. Sao mày hai mày cãi nhau? Và quán này sản phẩm của em mà là từ Hàn Quốc nè. Quy trình công nghệ nó gì nè. Nhập khẩu về đây nè. Chất lượng đàng hoàng. Em phải bán giá này chất lượng tốt. Nhưng mà kia đồ Mỹ mày. Giá rẻ hơn mày một giá. Là rồi khi kết thúc. Còn bán hàng kiểu này có ai chẳng đáng bao giờ. Bán hàng kiểu này có ai chẳng đáng. Cái này sẽ tự kiếm với nhau mua. Người ta mua xong rồi họ uống xong này của công ty đâu là quất lừa rồi không mày. Trời ơi đâu biết đâu công ty này là nó là nếu mà đứng thứ ở tại Hàn Quốc đứng thứ 14 Hàn Quốc. Ở tại Việt Nam là nó đứng thứ nhất là nãy này. Bán 40 nước trên thế giới. Muốn có chuyện gì khó khăn không? Văn phòng nó kế nên chạy về để biết không. Quen biết này hai mấy năm. Đủ lý do để giải thích. Còn ví dụ không ghét mà mình đang phê với mẹ mà có người khác nhảy vô không? Ông có chắc sao mà nghĩ tốt. Giờ đang bán ông định. Lớp 2 vô có gì chỉ trích chuyện nha. À, là có gì chỉ trách chuyện nha. Tôi ở hôm trước rồi đó. Lớp hành đây có ban giám đốc mà tôi nói. Dám không? Dạ. Làm sao dám? Thương mà hả? Ở trong luôn đơn hàng. Bán hàng cảm xúc đó nha. Thật ra người Việt mình có tài bán hàng. Sinh ra là ai cũng biết bán hàng. Rất là khéo. Người nước ngoài người ta chỉ biết người ta có sản phẩm tốt nhưng người ta không biết xây dựng nó không. Người ta nghĩ rằng người ta đến từ nước ngoài là cái gì đó nó là một cái nước phát triển. Nhưng bản chất kinh doanh là văn hóa, ẩm thực là văn hóa. Tất cả những gì liên quan tới văn hóa chỉ có những người hiểu văn hóa. Đó là một trong những lý do. Làm gì làm. Ví dụ như tại sao ta làm người Nam gia cứ nhớ bắt hay một cái lớn kia ta khó khăn. Còn ở ngoài Bắc mấy anh chàng trai vô đây là mấy em gái trong này là chạy lăng tăng lăng tăng. Biết trai bắt bây giờ khó khăn lắm. Dù thế tao vậy lắm. Tao với anh xui gì xui gì gặp nhau. Không biết sao ngủ ngủ tính. Thôi thôi đừng hang cái đi.
đi qua ngoài Bắc bán hàng như miền Nam mua đời không bán được đâu. Còn người Bắc vô trong miền Nam bán là cũng mua đời luôn, gần mấy ông Bắc chưa. Là chết rồi, đó là thiên kiến trong đạo rồi, đó là những cái cảm xúc mà chưa bị lừa, là nó nhiễm quyển chuyển lại, làm sao đó mà tiếp cận. Vậy cuối cùng làm gì? Mục tiêu của người bán hàng chỉ cuối cùng là gì? Chấp lại ngày xong đi chơi. À, phần trình bày của anh đến đây là kết thúc. Rồi, cảm ơn rất nhiều.